chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nhận lộc trời ban, tiền vàng ngập lối, phát tài giàu có nổi tiếng khắp thiên hạ. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, thực tế chúng ta sống trên đời nhân vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên. Anh chị không quyết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái anh chị có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân, tức con người mình. Nên lắm lúc anh chị cần phải ngồi lại ngẫm về những gì mình đã trải, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự vấn và sửa đổi, học hỏi để thêm giỏi. Và ở thời điểm tư duy của anh chị thay đổi, trình độ của anh chị thêm nhiều, tư cách của anh chị thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc anh chị xứng đáng có được cơ hội để cuộc đời biến chuyển, giúp cuộc đời thăng hoa. Còn nếu vẫn cứ mãi là rượu đấy, thì sẽ luôn là bình đấy, chẳng thể nào có được sự đổi thay, chuyển mình. Hãy sống có niềm tin vào bản thân, có sửa đổi, cầu tiến, cầu thị trong bản tâm, bản tính, thay vì để một ngày nào đó bắt đầu chuyển. Hy vọng anh chị có thể xốc lại tinh thần, tìm lại chiến binh bên trong mình, bắt đầu sự thay đổi ngay từ ngày hôm nay anh chị tuổi Tân Dậu nhé. Những lời này chưa chắc anh chị đã cần khi anh chị đang thông thuận, nhưng nếu anh chị đang không thông thuận, có thể đó là điều anh chị cần nhìn lại trong chính con người mình. Sống ở đời sai thì sửa, ăn năn thì sám hối, có áp lực thì can trường chịu đựng, có thử thách thì cười xòa một cái rồi nghiến răng, nghiến lợi mà nỗ lực vượt qua, và cuối cùng đất trời, thần linh, vũ trụ luôn biết đúng thời điểm gửi cho anh chị thứ mà anh chị cần, một chút may mắn, thông thuận nếu anh chị xứng đáng. Tin nhắn này không nói về dự báo hay thời vận gì cả, chỉ tâm sự vậy, dặn dò vậy, để anh chị đừng vì khó quá mà sống lỗi ở điểm nào đó hay mất chất con người thôi à. Cuối cùng Phật tại tâm, nên đôi khi thay vì hướng ra phía ngoài thì ngồi lại và hướng vào phía trong, rồi sau đó kết nối với vị Phật trong tâm mình để có được sự chữa lành nhẹ nhàng nhất có thể nhé. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, tuổi Tân Dậu lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nhờ tính cách chịu thương chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc, các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao, cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Dậu ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý bản mệnh tuổi Tân Dậu thân mến, chịu đựng áp lực là một kỹ năng cần có trong cuộc sống, nhưng lắm khi do chịu đựng quá lâu, Tân Dậu sẽ thấy mỏi mệt, cứ phải gồng mình lên, cứ phải cố cứng rắn, mạnh mẽ lên. Vậy nên, Tân Dậu phải có một kỹ năng khác, đấy là sự thản nhiên, bình lặng. Chuyện xảy ra thì ta giải quyết, việc tới thì ta làm, vấn đề đến thì ta xử lý, không oán hờn, không kêu ca, không than thân, không trách phận, không hận trời, không oán đất, không giận đời, không buồn. Con đường là Tân Dậu chọn, việc làm là Tân Dậu quyết, mọi thứ là do bản thân Tân Dậu mong muốn. Dù là giàu thế khó thì từ từ mà gỡ. Quá khứ do ta tham, hay do ta ngu, hay do ta sân si, khiến hoàn cảnh hiện tại vất vả cũng không sao cả, miễn đừng lặp lại, cứ bình thản mà làm mọi thứ. Dần dần con người sống trên đời đều có thể không trải qua bất kỳ sóng gió nào, nếu không thì cả cuộc đời thật nhạt nhòa, vô vị. Những khó khăn, thất bại mà Tân Dậu gặp phải trên con đường nhân sinh là điều khó tránh khỏi. Vậy thì không thể vì sợ thất bại mà Tân Dậu dừng chân không bước tiếp, không dám thử thêm một lần. Nếu cố thêm một lần nữa mà vẫn không thành công, thì chí ít Tân Dậu cũng biết rằng cách này không ổn, cùng lắm thì ta làm lại từ đầu. Cuộc sống luôn có nhiều ẩn số thú vị, vậy nên hãy lạc quan và tìm cho mình những cái hy vọng dù là nhỏ nhất. Con giáp tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 thuộc hành mộc trong ngũ hành với thiên can tân, thuộc hành kim, tượng trưng cho sự tinh tế, sắc bén và sự kiên định trong tư duy, kết hợp với con giáp dậu, biểu tượng của sự chăm chỉ, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm cao.
Người tuổi Tân Dậu mang trong mình một sự kết hợp hài hòa giữa sự kỷ luật sắc sảo và tinh thần tiên phong. Người tuổi Tân Dậu thường có tính cách mạnh mẽ, kỷ luật và đầy quyết tâm. Họ là những người luôn cẩn thận trong mọi việc, từ lời nói đến hành động, và luôn hướng tới sự hoàn thiện. Thiên can Tân thuộc hành kim, mang đến cho họ sự sắc sảo trong tư duy, khả năng phân tích vấn đề một cách logic và chi tiết. Con giáp tuổi Tân Dậu giúp họ trở nên chăm chỉ, có trách nhiệm và luôn nỗ lực để đạt được những mục tiêu đề ra. Người tuổi này thường có khả năng quản lý và tổ chức công việc một cách hiệu quả. Họ luôn lên kế hoạch cẩn thận trước khi hành động và không bao giờ làm việc một cách hời hợt. Sự kết hợp giữa hành kim và con giáp Dậu khiến họ trở thành những người có thể tin cậy, có khả năng hoàn thành công việc đúng thời hạn và đạt được kết quả cao. Tuy nhiên, người tuổi Tân Dậu cũng có thể gặp khó khăn trong việc thích ứng với sự thay đổi, sự cân nhắc và đòi hỏi cao về sự hoàn hảo, có thể khiến họ trở nên bảo thủ và khó chấp nhận những ý tưởng mới. Họ cần học cách linh hoạt hơn, mở lòng để đón nhận những thay đổi và thích ứng với các tình huống bất ngờ. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Tân Dậu nhận ra rằng, ngoài sự kỷ luật và chăm chỉ, cần phải có sự linh hoạt và khả năng thích ứng để vượt qua những thử thách. Họ hiểu rằng, không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát mọi việc theo ý mình và đôi khi cần phải chấp nhận những điều không hoàn hảo để tiếp tục tiến lên. Họ học cách cân bằng dưới sự kỷ luật và sự linh hoạt, dưới sự cẩn thận và sự sáng tạo, để có thể phát triển toàn diện hơn. Người tuổi Tân Dậu cũng hiểu rằng, cuộc sống không chỉ là về việc đạt được thành công cá nhân, mà còn là về việc xây dựng những mối quan hệ chân thành và ý nghĩa. Họ học cách lắng nghe và chia sẻ với người khác, không chỉ tập trung vào sự hoàn hảo trong công việc, mà còn chú trọng đến sự hài hòa trong cuộc sống cá nhân và gia đình. Họ hiểu rằng, hạnh phúc thật sự đến từ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giữa thành công và những giá trị tinh thần. Trong các mối quan hệ, người tuổi Tân Dậu luôn cố gắng duy trì sự chân thành và lòng trung thành, hoặc là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ với người khác. Họ biết rằng, để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự hiểu biết, lòng khoan dung và khả năng cảm thông. Họ luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường hòa hợp và yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Tân Dậu với sự kết hợp giữa tính kỷ luật và sự sắc sảo là hình ảnh của một con người nghiêm túc và quyết tâm. Trên con đường nhân sinh, tuổi Tân Dậu không chỉ chăm chỉ và có trách nhiệm mà còn biết cách duy trì sự cẩn thận và sắc bén trong mọi việc mình làm. Chính sự hòa quyện với sự tinh tế của thiên can Tân và sự chăm chỉ của con giáp Dậu, nó làm nên sự khác biệt của người tuổi Tân Dậu, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch là khoảng thời gian hung cát đang xen đối với người tuổi Tân Dậu. Vận trình của Tân Dậu biến động theo chiều hướng tốt hay xấu, chủ yếu là do cách nhìn nhận và hành xử của bạn khi đối diện với vấn đề. Vì thế hãy luôn nghiêm khắc với bản thân và đừng nghĩ đến việc đổ tội cho người khác. Dưới tác động tiêu cực của cục diện tự hình, con giáp này thường xuyên cảm thấy buồn bực, bức bối, như không biết chia sẻ cùng ai, thậm chí dù có nghĩ đến việc tâm sự cũng khó có thể nói ra thành lời. Đây là lúc Tân Dậu cần tham gia vào các hoạt động tập thể nhiệt tình hơn, thường xuyên giúp đỡ người khác, thì đến khi gặp khó khăn, bạn cũng sẽ được người khác thông cảm và giúp đỡ. Trên phương diện tài lộc, đây là lúc con giáp này cần tìm cách mở rộng các mạng lưới làm ăn của mình. Hãy chú ý cách cư xử để không làm mất lòng người khác, bởi trước khi các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn làm việc mới thuận lợi hơn. Còn nếu ăn nói không suy nghĩ, gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân thì dễ gặp cản trở, các kế hoạch khó có thể tiến triển như ý muốn được. Phương diện tình cảm, xem tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Dậu, do ảnh hưởng của cục dị ngũ hành tương hình, Tân Dậu và nửa kia dễ vướng phải khúc mắc do thiếu thấu hiểu, thiếu sẻ chia. Hai người đều cần phải mở lòng mình để tâm sự và lắng nghe người ấy nhiều hơn. Đừng đặt cái tôi cá nhân lên quá cao khiến quan hệ đôi bên dần trở nên xa cách, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch.
Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Dậu cho thấy phương diện công danh sự nghiệp sẽ có nhiều khó khăn cản bước đường thăng tiến. Tuy nhiên, thực tế thì những khó khăn này đa phần bắt nguồn từ chính bản mệnh. Bạn cần thay đổi bản thân, khắc phục những khuyết điểm và những điều mình làm chưa tốt thì công việc mới cải thiện. Cục diện tương hình khuyên con giáp này cần nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tâm trạng buồn bực, nóng nảy trong cuộc sống. Không phải điều gì cũng sẽ xảy ra theo đúng như mong muốn của Tân Dậu được. Bản mệnh cần làm là chấp nhận và tìm ra những điểm mình làm chưa tốt được, từ đó có hướng khắc phục để ngày càng tiến bộ hơn. Khi mọi người xung quanh không làm việc như bạn mong muốn, bạn cũng cần có lời góp ý nhẹ nhàng, dễ nghe. Đừng dùng những từ đao to búa lớn hoặc nổi giận lôi đình khiến đối phương mất lòng, đẩy quan hệ đôi bên vào cảnh căng thẳng. Tuổi Tân Dậu cần tìm cách để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp, chứ không phải là tự tạo thêm kẻ thù cho mình. Chặng đường công việc vì thế khó mà suôn sẻ, thuận lợi được. Bản mệnh dù đã cố gắng hết sức nhưng chưa chắc đã xử lý được hết những vấn đề bất ngờ phát sinh, chưa kể tới những khó khăn chồng chất tồn động từ thời gian trước. Căng thẳng do áp lực kéo dài, nếu đánh mất sự bình tĩnh và sáng suốt thì bạn đã nhận thua về mình. Có một số Tân Dậu sẽ nảy ra ý định nhảy việc, chuyển việc do mất đi hứng thú với công việc mà bạn cảm thấy mức đãi ngộ chưa xứng đáng. Tân Dậu cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi thay đổi chỗ làm, nên tìm hiểu lại chính bản thân mình, tránh những vấn đề tự thân mình phát sinh, những vấn đề tồn tại từ chỗ làm cũ sang chỗ làm mới. Thời điểm trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này khá tốt cho những sự thay đổi, Tân Dậu có thể đưa ra quyết định phù hợp với mình. Thực chất thời điểm này không chỉ toàn những điều khó khăn, bởi bản mệnh vẫn được các tinh trường sinh chiếu mệnh, bạn hãy chăm chỉ làm việc tốt, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, thì đến khi bạn gặp khó khăn người khác cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Dậu âm lịch khuyên, khi bắt tay vào việc gì, Tân Dậu hãy luôn nghiêm túc, không trốn tránh trách nhiệm, rồi những gì bạn đóng góp cho tập thể sẽ được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Xem tử vi, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Dậu cho thấy, có lẽ vận trình tài lộc cũng khó mà khởi sắc được, dưới tác động của cục diện tương hình, thời điểm này, Tân Dậu khó nắm bắt được cơ hội, thậm chí dù cơ hội có xuất hiện ngay trước mắt thì bạn cũng dễ bỏ lỡ, vì thái độ chần chừ, do dự, thiếu tin tưởng vào chính bản thân mình. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch là thời điểm con giáp này nên tìm cách mở rộng mối quan hệ của mình với đối tác, khách hàng. Đôi bên không nhất thiết phải hợp tác ngay lập tức, mà có thể tiếp xúc với nhau trước. Khi nào tạo được sự nhất trí cao thì hợp tác sau cũng không muộn, đến lúc đó sẽ giảm bớt được nhiều mâu thuẫn trong vấn đề làm ăn. Với người làm kinh doanh, buôn bán, bản mệnh dễ vướng phải tranh cãi với khách hàng của mình, khiến đồng tiền khó đổ về trong túi. Tuổi Tân Dậu không nên nghiêm trọng quá vấn đề hay hành xử nóng nảy mà gây ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Hãy luôn giữ cái đầu lạnh để có thể bình tĩnh phân tích các vấn đề và tìm ra lối hành xử phù hợp nhất. Nếu làm mất lòng khách hàng thì về lâu, về dài, bạn cũng là người chịu thiệt mà thôi. Đường tài lộc không khả quan cho lắm, không được quý nhân giúp sức, cũng không có các tinh dẫn đường, mọi thứ đều phải tự dựa vào sức mình. Với một số Tân Dậu có công việc ổn định thì thu nhập cũng không đến nỗi nào, không lo túng thiếu. Sau một số Tân Dậu có ý định chuyển việc thì có thể, đây là khoảng thời gian hơi khó khăn. Chi nhiều hơn thu, bản mệnh nên cân nhắc trước những quyết định tài chính lớn, nên liệu cơm gắp mắm, đừng thấy người khác có gì mình cũng phải có thứ đó ngay lập tức. Cuộc sống cứ cảm thấy đủ cho dễ chịu hơn, khi cứ mãi phải kiễng chân, trong khi bản thân tạm thời chưa có đủ năng lực. Theo phong thủy phi tinh, phương vị chính Tây trong thời điểm này chính là tài vị, bản mệnh nên dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng đồ đạc ở khu vực này, tránh để tài khí thất tán. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên con giáp này hãy nhiệt tình giúp đỡ mọi người hơn, chăm làm việc thiện rồi sẽ nhận được quả ngọt tương ứng. Nếu dư giả hãy giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Có thể trong quá trình làm việc thiện, bạn còn làm quen được với quý nhân hoặc người có cùng chí hướng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn sau này. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Thái tuế hung tinh chiếu mệnh, người tuổi Tân Dậu cần quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe của mình, đặc biệt là khi xuất hành xa nhà hoặc khi vận hành máy móc. Lao động tay chân, bạn cần làm việc khi đang tỉnh táo,
tránh làm việc quá sức của mình kẻo gây ra những sự cố đáng tiếc. Kể cả trong hoạt động thể dục, thể thao, con giáp này cũng cần biết lượng sức mình. Nếu cố gắng quá sức thì dễ gặp phải hậu quả khó lường. Dù ở độ tuổi nào đi nữa, Tân Dậu cũng cần vận động và sinh hoạt khoa học hợp lý, như vậy mới có thể khỏe mạnh được. Khi tâm trạng buồn bực mà không thể chia sẻ với ai, bạn cũng có thể ra ngoài nghỉ xả hơi, hít thở bầu không khí trong lành. Như vậy, bạn có thể quên đi nhiều phiền não và sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, đường tình duyên của người tuổi Tân Dậu khá ảm đạm trong khoảng thời gian này, chủ yếu là do tâm trạng của bản mệnh thường xuyên buồn bực, không vui, thậm chí dễ nóng nảy, cáu giận với những người thân thiết nhất với mình. Người đã lập gia đình chớ nên trút giận lên đầu nửa kia của mình khi gặp những điều không như ý ngoài xã hội. Bạn có thể tâm sự với nửa kia để bớt đi gánh nặng khiến tâm trạng nhẹ nhõm hơn, chứ đừng nên giữ ở trong lòng, gây ra căng thẳng, stress. Đó là người nhà thì chẳng có chuyện gì không thể chia sẻ cùng nhau và giúp đỡ nhau cùng vượt qua. Quan trọng là bạn có thật sự muốn người nhà giúp đỡ mình hay không mà thôi. Các cặp vợ chồng có xu hướng tranh cãi liên miên về những quan điểm đối lập. Tuy nhiên dù như vậy thì đôi bên cũng cần cố gắng bình tĩnh để có thể trò chuyện với nhau. Còn nếu cứ tiếp tục chiến tranh lạnh, ai làm việc của người ấy, thì chẳng mấy chốc quan hệ đôi bên sẽ ngày càng xa cách, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình. Về gia đạo, bởi vì để ý câu từ mà đau khổ, hiểu lầm ý nhau, dẫn đi vào gia chạm, thực ra do áp lực từ cuộc sống, công việc tạo ra thôi. Thắng giận hạn thì ai cũng khổ và áp lực, nhưng nếu vì cái chung, có sự đồng lòng thì mới sớm vượt qua được khó khăn. Lưu ý, 80% là do cách mình cư xử, ứng xử và cách sống như thế nào. Hãy coi mọi thành viên trong gia đình mình như những đối tác quan trọng. Thêm sự yêu thương đúng mực, trợ giúp về tinh thần thì mọi sự sẽ tốt dần lên. Với người độc thân, những suy nghĩ bi quan về chuyện tình cảm khiến bạn không dám mở lòng với người khác. Bạn sợ rằng mình thật lòng trao tình yêu nhưng sẽ chỉ nhận về những tổn thương. Tuy nhiên, con giáp này cần thay đổi lối suy nghĩ của mình, bởi xung quanh bạn luôn có những người rất thật lòng và Tân Dậu có thể phán đoán được điều đó thông qua hành động và lời nói của đối phương. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Tân Dậu sinh năm 1981? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày một cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Xem tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, vận trình của tuổi Tân Dậu hung cát xen lẫn, khi chịu sự ảnh hưởng của hung tinh Thiên Cẩu, nhưng lại có sự phò tá của Thiên Vũ Cát Tinh. Trong 3 ngày này là thời điểm may mắn cho Tân Dậu có ý định thăng quan, tiến chức hoặc nhảy việc. Tử vi hứa hẹn những tin vui sẽ đến như cầu vồng sau mưa, bạn đã thoát được kiếp nạn lớn. Bạn biết cách tận dụng những ưu thế sẵn có để tiến tới mục tiêu đã định. Bản mệnh tiêu tốn khá nhiều cho việc đầu tư vào học tập, công việc, nhưng đừng tiếc vì bạn đang có cách đầu tư đúng đắn, thông minh. Phương diện tài chính càng về cuối thời điểm càng khởi dượng, tiền tài rủng rỉnh, đặc biệt là những Tân Dậu đang tha hương, cầu thực ở nơi đất khách quê người. Mặc dù có tài ăn nói linh hoạt trong các hành động, nhưng tuổi Tân Dậu lại dễ làm mất lòng người khác về những lần dội vàng nói năng quá vô tư. Trong chuyện tình cảm vẫn chưa thể hóa giải được khúc mắc còn tồn đọng, đặc biệt là những ai đang có mâu thuẫn với gia đình chồng. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: hồng, đỏ. Con số may mắn: 30, 95, 74 và 12. Tử vi từ ngày 13 đến hết ngày 16 tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Thiên Cẩu hung tinh chiếu mệnh khiến vận trình của tuổi Tân Dậu nhiều biến động, xác suất làm ăn thất bát khá cao, công việc nhiều thị phi dồn dập, hay bị người khác chèn ép, du khống. Nhưng đừng sợ, vì người có tâm ắt sẽ có tầm, đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng quá sức mạnh một chút, để sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng lợi hại lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Về phương diện tài lộc,
Vì dung tay quá tráng như xài quan phí, nên Tân Dậu dễ mà lâm vào khủng hoảng tài chính trong 3 ngày này. Người có gia đình cần cân nhắc các khoản chi không cần thiết, giảm thiểu thời gian chơi bời để không vướng vào nợ nần. Bản mệnh sống có tình nghĩa, biết điều, tử tế với người đời nên rất hiếm khi gây thù chuốc oán với ai. Vậy nhưng, chính vì có được lòng thiên hạ nên bạn vô tình trở thành cái gai trong mắt tiểu nhân, suốt ngày đình sạch, chờ sơ hở để bới móc lỗi sai của bạn và bịa đặt chuyện trong gia đình bạn. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: vàng, hồng. Con số may mắn: 94, 35, 86 và 17. Bí quyết cải mệnh của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, mọi thứ đều là vô thường. Điều đó có nghĩa là bất kỳ sự vật nào tồn tại trên đời này được không thể giữ nguyên mãi, không thay đổi và tiếp tục duy trì hình dáng ban đầu. Nó luôn luôn thay đổi bản chất của nó, sẽ từ từ thay đổi và cuối cùng sẽ biến mất. Ví dụ thân thể chúng ta luôn luôn chuyển hóa, trải qua sinh lão bệnh tử, rồi cuối cùng biến mất trên khỏi đời này. Kể cả núi sông, đất trời, đại địa và vũ trụ cũng vậy. Chúng đang trải qua quá trình thành sống, thay đổi, không sinh sống và chết. Hãy tu tâm để thấy mọi thứ trên đời này đều là vô thường. Khi thấu hiểu được điều này, bạn sẽ không còn đau khổ hay bất an nữa, chấp nhận mọi sự việc một cách nhẹ nhàng. Đời người đặng ngắn ngủi, để rồi thoáng chốc hiểu ra một điều: được sống thanh thản, hưởng trọn niềm yêu thương là điều quý giá. Các bạn nên hạn chế việc đổ thừa cho hoàn cảnh, cho số phận, cho cái này, cái kia. Nếu bỗng một ngày mọi việc xảy ra không như ý muốn, người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, người giàu có nỗi khổ của người giàu, chẳng ai sung sướng mãi mãi cả và cũng chẳng ai khổ hoàn toàn cả. Nghèo khổ vì không đủ no ấm, giàu khổ vì áp lực mất tiền vào tay kẻ khác, tất nhiên là còn hàng trăm ngàn lý do khác. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của anh chị tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Theo sao chiếu mệnh, sao thái âm. Thái âm là các tinh, phúc tinh, mang tới sự hài hòa, tốt lành về cả công danh và nhân duyên, tốt cho nữ hơn nam. Năm có sao này chiếu, nam mạng Tân Dậu dễ công thành danh toại, gặt hái không ít thành công lớn trong đời. Ngoài ra, sao này còn mang tới lộc về kinh doanh, buôn bán, nhất là bất động sản. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Gặp hạn Diêm Dương cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp. Giúp người làm ơn mắc oán, cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Trong năm có thể có tinh tăng tóc trong nhà. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Dậu 2024, tiến vào năm con rồng, tuổi Tân Dậu nam mạng gặp vận niên mã bị đau, tức ngựa chiến bị thương. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, mọi thứ đi vào guồng ổn định, các cặp vợ chồng hỗ trợ tốt cho nhau, bản mệnh yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Nếu còn độc thân cũng dễ gặp được người ưng ý, nhưng có đi tới hôn nhân hay không khó xác định. Cách hóa giải vận hạn: kích hoạt các tính của sao thái âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách hóa giải hạn Diêm Dương năm 2024. Hạn Diêm Dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày,
để hóa giải giận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Đối với nữ mạng tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Thái Bạch là hung tinh gây hao tán tiền của rất mạnh. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn Thiên La. Gặp hạn Thiên La dễ bị phá phách không yên trong công việc và cả hạnh phúc gia đình. Đương số dễ đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Dậu 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Tân Dậu nữ mạng gặp vận niên Mã bị đau, tức ngựa chiến bị thương. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, mọi thứ đi vào guồng ổn định, các cặp vợ chồng hỗ trợ tốt cho nhau, bản mệnh yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Nếu còn độc thân cũng dễ gặp được người ưng ý, nhưng có đi tới hôn nhân hay không khó xác định. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Thiên La năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.